Ôi giời ơi, yêu quá nhỉ, ôi trời ơi, 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 yêu thế yêu nhỉ, ôi giời ơi. Mày đói à, đói à, ôi giời, yêu nhỉ, yêu ghét, ôi giời ơi. Chim ơi chim, chim đừng bay, hót nữa đi, hót nữa đi. Ôi bay mất rồi, lại đây nào. Em thân mến nè, đây, lại đây, lại đây. Ôi giời, yêu quá được cơ, ôi giời ơi. Nha, về với anh nhá. Em bé xinh đẹp nhá, chim đừng bay nhá. Hay hót lên em. Con này nó hay gần giống con bông lau. Ui giời ơi, hót lên đi, cho nó ăn cái gì. Hay nó chính là bông lau. Không, không phải bông lau đâu. Cho nó ăn cái gì đây? Ui giời. Nó ăn chút ngày á. Ui giời. Ui giời, nhõng nhẽo đấy. Ui nhõng nhẽo. Quay đi. Nhõng nhẽo. Quay đi. Nhõng nhẽo. Ui giời ơi. Lên lên. Đây, ghê lắm cả nhà. Ui giời ơi. Nào bé tí nào, ôi giời ơi. À, các bạn thân mến, đây là con chim con chim tên nó là chim. Nó là cái, chim. Đúng là chim thật. Nó là chim. Nó giống như chim mà đúng là chim. Nhưng mà chim này là chim biết bay. Để chim biết bay. Nó khác với một số loài chim không biết bay các bạn ạ. Nhưng mà chim nào cũng hót. Đó là cái đặc tính. Đây. À, trồn. À, trồn. Có bắt được không? Có bế được không? Ôi giời ơi, con chuột. Anh có những cái thứ mà. Ôi giời ơi, em ơi, đây ra đây con chuột. Ở đây quay đây. Quay đây, quay đây. Quay đây này. Cuốn. Chuột cuốn ăn cái gì nào? Cho ăn cái gì? Không, nó ăn thì không. Quay cho em. Cuốn ơi. Cuốn. Nhưng mà con này đái khai lắm. Ôi giời ơi. Con này thì bao nhiêu ạ? Con này á. Con này 3 triệu mà. Ôi giời ơi, phải cắn này sợ. Ui giời ơi, 3 triệu à? Ừ. Yêu thế nhỉ? Ui giời ơi, ôi giời. Kéo lắm mổ anh. Cắn nó cắn đấy, theo rách áo. Cắn nó đang đùa đâu, nó cắn à? Nó đùa à? Ừ. Nó đùa mấy con chó này, hai con đang chơi với nhau. Con này mấy con chó chơi với nhau. Ui giời. Các bạn thân mến, đây là... Ây. Cắn à? Nó cắn à? Nó cắn thì yêu tôi, nhưng mà thôi cũng không nên cắn. Nó gặm gặm một tí nó không cắn đâu. Cắn nhiều đó. Ừ. Dạ cuốn nhỉ? Đấy nhất là em chim này này kìa. Cuốn này, cuốn cắn bao nhỉ? Chim ơi. Trông như con chó con đấy nhỉ? Sao lại thân thiện đấy nhỉ? Nó không ấy nhỉ? Nó không sợ người nhỉ anh nhỉ? Cho một tí cơm nhá, cho ăn hạt cơm nhá. Rồi cho em chim ăn hạt cơm. Em biết đùa đấy. Ăn cơm không? Đây. Đó. Còn mấy con sáo kia nó còn khiếu kia cứ thứ gọi hết về đây anh. Ôi ăn cơm này. Ôi giời mất cơm rồi. Con này hôi. Nào, bé tí nào, bé nha, bé nào. Kìa, ôi một đống kìa. À tránh ra để quay tí nào. Đây nha các anh các chị nhé. Ui dồi ôi, con chim này nó rất là gần gũi và thân thiết với con người. À, nó bay rất xa nhưng bây giờ thì nó không bay. Nó đang ở trên tay tôi. Hình như là nó cũng đang ngắm nghía tìm tòi, khám phá một cái gì đó ở tôi. Ôi nó còn bay lên vai, nó kêu chít 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 chít. Chắc là tìm bạn. Hay thế nhỉ? Chắc là tìm bạn đấy nhỉ? Mày tìm cháy của bác à? Lắc đầu bác không có cháy đâu nhá. Bây giờ cháy thật. Dầu gội clear rất là tinh khôi. Ôi nó đang gặm mấy cái tóc này. Ôi yêu thế, ôi giời ơi rồi. Khả năng anh có cháy thật à? Khả năng có cháy rồi. Cháy à? Ôi rồi. Mày cắn vừa rồi nha, chim nha. Giờ nó làm bãi ở đây vui nhỉ. Nha, bây giờ thì ôi. Ông còn chơi luôn cả vào thùng màng nhí của bác nha. Thùng màng nhí của bác nha. À, ông Thế Bình nào, ông Thế Bình bế đây nhá. Thế Bình bế đi rồi. Rồi làm bãi vào đây thì ông làm bãi vào cái cô quay luôn đây. Các bạn có biết là khi mà chúng ta nuôi được một con chim mà nó thân thiện với người như thế này ấy, thì thực sự là rất là khó. Nhưng mà hiện nay tôi đang đứng ở một cái nơi mà giữa rừng núi và có một người chủ của những chú chim này đã có cái phong cách huấn luyện đang đòi chim rất là thích đấy. Chơi quá vào tai ấy à, ấy à, chơi quá vào tai, chơi vào tai tao.
chơi bao người ta ơi, chơi cái này ấy cái cái đừng đừng ấy ra đây ý đến đấy cái này rồi. Nó ăn món gì đấy chú? Nó ăn món thịt xay. Ui, ăn thịt sống à? Thịt xay, thịt sống. Rồi ôi giò cái thịt đấy nó mới không đi, nó mới quấn lại. Đấy. Đúng rồi, nó phải ăn cái loại đấy. Nói chung là nó ăn cơm cho mình nhưng còn thỉnh thoảng cho nó bồi dưỡng. Ôi giời, ô hái chơi vào tai ông thế mình cái em. Con này vô duyên. Em trên này quay cái cho vào tai cái. Cho vào tai. Chắc con này con cái. Trời ơi các bạn ơi, cứu. Ôi giời, con này cháy. Cháy. Cháy, đầu nhiều cháy. Ai ơi, cho vào tai cái nào. Kéo nó mổ mắt đi. Con nó cứ cắn tóc nhờ. Ôi. Đây, các bạn xem, các bạn đã thấy con chim nào như này chưa? Thấy con chim nào như này chưa? À, không thích Văn Bình mà lại thích Thế Bình cơ. Đầu Thế Bình nhiều cháy.